Chủ quán ơi. Chà. Chà. Cái gì vậy? Sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô cũng mắt kiến đen nha. Ô cũng cũng cái cặp này nha. Ô có thêm cái áo vest nữa nha, chắc chùm là chùm cuối luôn nè. Cái này có quen cái anh vừa bước ra khỏi quán không? À quen chứ. Ô quen à. Có nghĩa là biết nhau phải không? Hẳn nhiên phải biết chứ. Thân không? Cũng thân. Thân lắm hả? Có nghĩa là rành nhau nhiều rồi phải không? Cũng rành anh đó lắm. Chóng mặt chưa? À quay quần quán. Đảo ngược vòng lại đi. Chóng mặt rồi thì mình đi ngược lại. À quay quần quán vô quán phải đi quay quần vậy đó. Ông yên tâm, sẽ không còn quay quần lâu được nữa đâu. Vậy hả? Bởi vì ông sao? Sẽ không còn quay nữa. Tại sao vậy? Ông chỉ còn cái quần thôi. Hả? Ê, mày biết sao vậy? Hả? Ê, cái gì vậy? Vô mày cùng tổ chức mày phá tao nữa hả? Ê, cái gì vậy? Hả? Không. Cái gì? Khoan hả? Bình tĩnh anh. Bây giờ nắm bóp giác hơi vô ngoài phải không? Hả? Đây là cái quán ăn, người ta vô đây để cho khách ăn. Chứ không phải vô đây để nắm bóp giác hơi, ông cứu nội. À, xin lỗi anh, tôi không phải nắm bóp giác hơi. Danh là ai? Tôi dân làm ăn mà doanh nghiệp mà. Công ty tôi đối diện nhà hàng của anh nè. Chứ anh vô quán là để... Anh nói quen là quen cái anh nãy đi ra nó bóp giác hơi đó hả? Dạ. Mỗi lần tôi mệt, anh hay vô công ty tôi đấm bóp cho tôi. Vậy anh vô đây là để... Tôi đói bụng, tôi qua đây tôi ăn với hơn nữa thấy cái tựa là quay quần quán dễ thương quá. Tôi nghĩ là chắc quán này cũng ấm cúng quay quần lại giống như không khí gia đình. Tôi tới tôi ăn thử, coi không khí quán làm sao. Cái gì vậy anh? Cắn cổ em ngậm dành, em quỳ xuống em lại. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe có một người khách vô đây đòi ăn mặc chưa cần phải em mời. Em xin lỗi em không có biết. Giờ tôi đói bụng rồi. Cho tôi mượn cái thực đơn. Dạ, anh ngồi. Em lấy thực đơn cho anh. Bây giờ anh muốn ăn uống sao? Anh ăn khó khăn không? Hay em nghĩ chắc anh là chắc cũng chủ cả, ăn cũng khó khăn lắm phải không anh? Tôi ăn đơn giản lắm. Anh từ từ đi anh. Dạ, trước khi mà em đưa cái thực đơn ra, em phải phục vụ anh để em chuốc lại cái lỗi lầm của anh. Dạ, trước tiên khách vào quán chúng ta phải cởi áo ra. Đó, cái sự cởi áo nó tính là cái sự thân thiện của cái quán này. Anh biết sao không? Để tại vì cho anh khỏe, anh mát mẻ đó, anh hiểu không? Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ mà khách đi về có để quên cái áo, cũng có cơ hội để em mang cái áo trả lại cho quý khách. Tốt quá. Cái thứ hai đó, đó là anh đi đường xá là chắc là xa xôi, anh mệt lắm rồi. Khăn lạnh đây, em sẽ giúp anh. Nó làm gì không? Chúng ta cầm khăn lạnh này rất đơn giản, ụp thẳng vào mặt. Chúng ta hãy lau mặt cho nó sạch sẽ, rất là đơn giản. Lau cho sạch sẽ nha. Đầu tóc cũng rất là khó khăn, thấy không? Bụi bặm như vậy mình không lau tóc tai không được, thấy không? Đơn giản là mình phải đây. Quan trọng á là mình phải lau cổ nè, thấy không? Bao nhiêu là bụi đất, thấy không? Anh nghĩ đi, trời ơi, anh ra ngoài đường bao nhiêu là bụi, nó dơ như vậy làm sao, đúng không? Bao nhiêu là vi khuẩn vật chất không? Sau đó mình lại lau vô mặt. Nè. Rất là đơn giản. Đây anh. Dạ, được. Đây để em làm. Anh yên tâm, anh dạ, để em. Em làm được hết. Mặt anh là có bao nhiêu là em làm được hết. Đây tóc tai, đúng không? Rồi mình lại lau vô cổ, thấy không? Dạ. Nó đơn giản không? Rồi dạ. Mình lại lau vô mặt. Dạ. Cảm ơn. Sao? Không, cái này để em, cái đơn giản này là để em. Mát chưa anh? Dạ, mát. Sau đó em mới muốn hỏi anh là bây giờ là anh là muốn là anh ngồi ở đây hay là anh ngồi phòng lạnh ạ? Thôi tôi ngồi ở đây được rồi. Anh nên vô phòng lạnh đi, phòng lạnh nó có máy lạnh thoải mái hơn nhiều. Tôi thích sân vườn, khung cảnh thiên nhiên vậy. Anh nên vào phòng lạnh nó thoải mái hơn, cái giờ trưa nắng được nó mệt lắm anh. Tại tôi thích ngồi ở đây. Ráng vô phòng lạnh đi, phòng lạnh đẹp lắm, em nói thiệt, phòng lạnh đẹp. Rồi, tôi vô phòng lạnh. Thôi ngồi đây đi anh, nói giỡn chứ máy lạnh hư rồi. Dạ, ngồi đây đi, máy lạnh nó hư rồi. Dạ, nhưng mà không sao anh. Cái phòng lạnh bình thường là máy lạnh hư, chứ cái phòng lạnh VIP của em máy lạnh vẫn còn xài tốt lắm. Rồi vô phòng đó cũng được. Dạ, cái phòng lạnh đó là em nói trước đây anh có muốn vô hay không nha. Cái phòng lạnh đó là bây giờ nó đang xài dàn lạnh của hệ thống siêu thị đó anh. Ủa quán ăn mà tự nhiên dạ. Xài hệ thống phòng lạnh siêu thị chi vậy? Dạ, để kết hợp làm cái tủ đông luôn anh. Bỏ đồ ăn vô rồi đông đó là giữ nhiệt luôn. Rồi anh vô trong anh ngồi ăn hay lắm, vừa ngồi ăn vừa đắp mền. Ngồi đẹp lắm, giống như mùa đông Paris anh, đẹp lắm, thích lắm. Thôi, tôi nghe nói tôi cũng đang bệnh, thôi tôi ngồi ngoài đây được rồi. Vậy dạ, anh ngồi ngoài đây phải không anh? Tôi ngồi ngoài đây được rồi, dạ. cậu cho dạ. Tôi ăn là được. Dạ, bây giờ anh đói rồi hả? Đói, tôi đói rồi. Dạ, dạ anh đói rồi anh có thích hút thuốc không? Không, tôi ăn cơm thôi à, tôi không hút. Anh đi hút thuốc đi, có phòng hút thuốc mà. Tôi muốn ăn cơm thôi à. Không thì có cái phòng hút thuốc ở trong. Em nói thiệt, anh muốn hút thuốc anh vô. Trời, đàn ông phải hút thuốc chứ. Mình hút điếu đi rồi mình ra mình ăn cho nó thoải mái đi. Phải hút mới ăn được. Phải hả? Hút mới ăn được. Có đàn ông có hút có điếu đâu ra được liền à. Rồi tôi vô tôi hút. Anh đợi xíu đi, em quên nữa, cái máy hút nó hư rồi. Hôm bữa nó hút mạnh quá giờ nó nghẹt luôn rồi. Để mai em kêu cái thằng rút hầm cầu ra nó hút lại cái máy đó rồi anh vô anh hút sao. Rồi cho tôi ăn đi. Dạ anh tôi, ăn. Tôi đói rồi. Anh ăn chắc cầu kỳ lắm hả? Đem giới thiệu món ăn cho anh nha. Không, tôi ăn đơn giản thôi, cho tôi giữ cơm Dương Châu được rồi.
À, cơm chiên Dương Châu hả? Ừ. Nếu nói về cơm chiên Dương Châu thì quán em có rất nhiều loại cơm chiên. Đó là cơm chiên Dương Châu có hai loại, cơm chiên Dương Châu thường và cơm chiên Dương Châu VIP. Anh muốn ăn loại nào? Ủa, có loại thường là VIP nữa. Dạ đúng rồi anh. Loại thường là sao? Dạ thưa anh, nếu mà nói về cơm chiên Dương Châu thường có nghĩa là cơm chiên Dương Châu được chiên theo kiểu của người Dương Châu, đó là cơm chiên Dương Châu thường. Dạ. Còn cơm chiên Dương Châu VIP đó là cái gì? Là cơm chiên Dương Châu là một cái loại cơm chiên mà thằng Dương mua cơm về con Châu chiên. Okay. Anh muốn ăn loại nào? Loại thường thôi. Dạ, anh muốn ăn của người Dương Châu đúng không? Của người Dương Châu thôi. Dạ, của người Dương Châu. Dạ, thì bây giờ anh có thích bỏ lạp xưởng vô không anh? Không, tôi không thích lạp xưởng, Không, anh nên bỏ lạp xưởng đi, có lạp xưởng nó mới ra mùi Dương Châu. Tôi không thích lạp xưởng. Dạ, anh cứ bỏ lạp xưởng, em thôi thiệt, tại vì không có lạp xưởng nó không có ra cái mùi Dương Châu, anh hiểu không? Chọn miếng lạp xưởng đâu. Không, em xin lỗi, em quên nữa, lạp xưởng quán em hết lâu rồi. Tại vì nó mỡ đó, mình ăn cũng... Cơm Châu Dương Châu thường khỏi lạp xưởng, Mà anh có ăn đậu Hòa Lan không? Đây đậu Hòa Lan nó cũng bùi á, béo ngon lắm, em nói thiệt. Tôi ăn cơm thường được rồi. Ăn bỏ đậu Hòa Lan vô nó ngon. Tôi nói tôi không ăn đậu Hòa Lan. Thì đúng rồi, ai ăn đậu Hòa Lan làm gì? Bỏ đậu Hòa Lan ra chứ, bỏ đậu Hòa Lan vô chiên thì không phải là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu, là con Dương mua cơm về con Châu chiên rồi đúng không? Đúng rồi, anh là đúng rồi, không bỏ đậu Hòa Lan là đúng rồi. Một giờ tôi đi họp rồi. Dạ em xin tôi đói bụng lắm rồi. Mang cái dĩa cơm ra tôi ăn. Em mang liền. Dạ, nha. Anh yên tâm em mang liền mà. Ờ. Dạ. Nhưng mà trước khi em lấy cơm cho anh ăn thì em muốn hỏi anh là ăn khô hay ăn nhão anh? Mình chiên khô hay chiên nhão? Tôi ăn khô. Không ăn nhão nó ngon hơn. Tôi ăn khô. Không, em nói thiệt, ăn nhão ngon hơn, con Châu nó chiên nhão nó chiên tốt hơn. Tôi thích ăn cơm Dương Châu là của người Dương Châu chiên, chứ không thích ăn cơm Dương Châu của thằng Dương mang về cho con Châu nó chiên. Anh yên tâm đi, dạ cơm chiên người Dương Châu hay là cơm chiên kia cũng là con Châu chiên hết á. Dạ. Anh yên tâm đi. Mang ra dĩa cơm tôi ăn liền, tôi đang đói bụng rồi. Dạ, thì mình ăn khô phải không? Tôi ăn khô. Thì nói vậy thôi chứ thực ra là do là nó nấu cơm khô thì mình ăn cơm khô, nấu cơm nhão thì mình ăn cơm nhão thôi, chứ chiên kiểu gì cũng vậy à. Vậy cậu nấu chi, cậu mang ra đi, tôi đói bụng nè. Thì em lấy đây nè, em đi ra. Lấy đi. Thì em lấy cơm, anh yên tâm, anh đợi xíu. Nhưng mà em hỏi anh, mình có bỏ cái mặn không? Tôi ăn cơm Dương Châu bỏ cái mặn trong chi? Không, tại vì cái quán em là nó có cái cơm chiên Dương Châu mà có bỏ cái mặn nữa ngon lắm. Mày có điên không vậy? Mày có điên không? Sao anh? Tao nói tao ăn cơm Dương Châu, mày bỏ cá mặn vô chổng thà là cơm chiên cá mặn rồi. Anh nói sao mắc cười, cơm chiên cá mặn là cơm chiên bỏ cá mặn, nó là cơm chiên cá mặn. Còn đây là cơm chiên Dương Châu có cá mặn chứ nghĩ sao vậy? Nó ngon, em tư vấn anh ăn đi, ngon. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì ngon, em thiệt anh ăn. Tao ăn cơm Dương Châu là có cá mặn không? Không. Không phải không? Ừ. Thì dĩ nhiên rồi, không có cá mặn thì mới là cơm chiên Dương Châu, chứ có cá mặn nó là cơm chiên cá mặn. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì vô nè, em đang đi vô nè. Em đang định đi vô nè. Cứ ngồi xuống. Bình tĩnh nha. Có dĩa cơm không? Bình tĩnh nhanh, bình tĩnh, em ăn đúng rồi. Bình tĩnh nha. Anh ơi, ăn canh không? Không ăn canh. Dạ. Dĩa cơm Dương Châu của người Dương Châu ra đây tôi ăn, tôi đi về. Con Châu mà nó chiên cơm khô không ăn canh là ho nữa chứ không phải không đâu. Con Châu nó chiên lửa nhưng nó mà lớn tôi không lắm. Cần ăn canh. Nghe lời em đi, quán em có hai loại canh ngon lắm, cái canh salad với canh salad. Cái gì salad thì salad là sao? Salad có nghĩa là cái tiếng Anh, em gọi là tiếng Anh đó là salad, nó được nấu từ cái rau salad. Ờ. Còn cái canh mà canh salad đó là nó được nấu từ một cái loại rau không phải là salad, nhưng mà tại sao em gọi là salad là bởi vì nó được nấu từ rau salad son. Thì nó cái salad vậy đó, anh ăn canh gì? Hiểu không? Có hiểu không? Quan trọng có hiểu không? Cái gì? Mày cho gì tao ăn cái đó, tao mệt lắm rồi. Mày cho tao đại cái chén canh gì mà salad như mày. Rồi với dĩa cơm tao ăn tao đi liền. Biết rồi, nói vậy thôi chứ hai món canh nó hết rồi. Giờ em cho anh ăn canh khoai mỡ nha. Bây giờ tao không ăn canh khoai mỡ nữa, tao không ăn cơm Dương Châu nữa. Tao quanh lộn với mày nè. Cái gì vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Mày cho tao ăn không? Cái gì? Tao cho tao ăn một dĩa cơm Dương Châu thôi. Tại sao mày dằn vặt tao dữ vậy? Mày quấy quần tao dữ vậy? Tao đói bụng mà. Anh bình tĩnh. Bây giờ khách muốn quánh mày nè. Dạ thì đó, em cũng chiều anh luôn. Đó bây giờ anh muốn quánh sao? Anh muốn quánh tay đâu hay là bây giờ anh muốn chơi cây hay là chơi giáo sao? Anh muốn quánh thiệt không ấy? Sáng giờ em ê, quánh thiệt không ấy? Hả bây giờ làm sao hả? Ê, bây giờ làm sao? Cây. Đây. Mày làm cái gì vậy? Hả? Ôi, mày làm cái gì vậy? Nó mới đàn hồi. Đàn hồi cái gì? Mày tiếp khách là như vậy hả? Dạ. Mày đưa em đi. Ủa cô là chủ quán hả? Dạ thưa anh, Alibaba và 40 tên cướp ở thủ đô nước Úc xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa, cô là...
Dạ thưa anh, em là chủ quán và xin anh ngồi xuống và để em dạy nhân viên với em. Bây giờ cô là chủ quán. Dạ. Cô dạy lại người này. Dạ, tôi ăn uống tôi vô đây tôi chỉ cần dĩa cơm Dương Châu à. Dạ. Mà cậu ấy nói nãy giờ nửa tiếng đồng hồ tôi chưa có cơm Dương Châu để mà tôi ăn, tôi còn phải đúng một giờ tôi về tôi họp. Dạ dạ dạ, anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. Tại sao vậy mày hả? Khách cái ăn một dĩa cơm chiên Dương Châu thôi mà tại lý do tại làm sao mày không cho khách ăn? Chị nói rồi là em vô phải tìm hiểu kỹ, giờ em không tìm hiểu kỹ mua lại em bưng đem lộn, em bắt em đền một năm trời lương rồi bây giờ em khổ quá em mày hỏi đã tìm hiểu kỹ rồi, khách đã kêu cơm chiên Dương Châu tức là khách sợp rồi. Thì bây giờ chị đó còn hỏi. Bây giờ hỏi cái gì? Bây giờ người ta ăn cơm chiên Dương Châu cách đơn giản là nè, coi tao nè. Dạ. Bây giờ chị cho tôi dĩa cơm Dương Châu, tôi ăn, ăn để xong là tôi đi họp. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Cơm chiên Dương Châu phải không anh? Dạ, dạ có liền cơm chiên Dương Châu ở khách e quán em ạ. Dạ. À. Dạ. À, dạ thưa anh, cơm chiên Dương Châu anh có ăn đậu Hòa Lan không anh? Đậu Hòa Lan người ta gọi là đậu bê tích vô á. Dạ đậu Hòa Lan anh mình thường thường ăn cơm chiên Dương Châu là tôi, có đậu Hòa Lan. Tôi ăn cơm Dương. Dạ em cơm biết chiên rồi. Dương Châu thường của người Dương Châu nấu. Dạ thưa anh, bắt buộc là cơm chiên Dương Châu phải có đậu Hòa Lan hay gọi là bê tích bò thì mới gọi là cơm chiên Dương Châu. Dạ tôi... nếu mà anh ăn cơm chiên Dương Châu mà anh không có đậu Hòa Lan thì còn như là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu nấu nữa. Nhưng mà ý thích của khách hàng. Em biết ý thích của anh được nhưng mà làm như vậy thì cái món cơm nó sẽ không ngon, sẽ không tạo ra được là cơm chiên Dương Châu đó. Rồi rồi cho miếng đậu Hòa Lan vô. Dạ miếng đậu Hòa Lan với anh. Dạ đậu Hòa Lan làm gì có, thôi anh đậu que thì được không anh? À, dạ, 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 anh à, tại vì bởi làm sao? Dạ bởi vì đậu Hòa Lan, đậu que nó cũng là loại đậu. Anh đúng không anh? Dạ đúng không? Dạ, dạ em lấy đậu que anh nha. Rồi đậu que, đậu dạ, que. Dạ thưa anh, nhưng mà cơm chiên Dương Châu có hai loại anh, cơm chiên Dương Châu nhão và khô. Nếu mà anh răng thiệt thì anh nên ăn khô, còn nếu mà anh răng giả thì anh nên nhão. Là bởi vì sao? Là cái hộp cơm rất là cứng nhiều khi anh răng giả. Còn cái gì tôi ăn cái đó. Vô lấy dĩa cơm Dương Châu ra tôi nhão ăn tôi đi liền. Tôi năn nỉ mấy người dạ, cho tôi ăn. Dạ thưa anh, là cơm chiên Dương Châu là có lạp xưởng, trăm bông, xúc xích với chả lụa. Dạ anh ăn món gì ạ? À? Cơm chiên Dương Châu thường của người Dương Châu nấu, không có khỏi bỏ dăm bông, khỏi thì bỏ đó, đó đó phải có răm bông xúc xích chả lụa thì mới gọi là Dương Châu. Bỏ vô. Dạ bỏ vô. Bỏ vô. Dạ nhưng mà em góp ý anh quán em á lúc này ế lắm, thành ra những thức ăn nó không có tươi. Dạ nó không có tươi, thành ra nó hơi bị nó hơi bị mùi. Ông không mệt đây. Không không để tao. Không phải mùi. Mày hiểu không? Tại vì đó nãy em cũng tư vấn đi chặn về cái chị chửi em bởi vì nhưng mà giờ cuối cùng đi là thế anh cứ này nãy giờ mày để tao nói chuyện khách. Không phải từ nãy giờ. Mày biết cái gì mày nói? Cái vấn đề là từ nãy anh hỏi em đi chặn thì em cũng trả lời giống như vậy. Dạ thôi dẹp. Hả? Quan này nên dẹp đi. Dạ không à. Bây giờ anh bình tĩnh anh ngồi xuống. Dạ bây giờ không ăn cơm chiên cháo nữa, ăn cơm chiên cá mặn anh. Cá tươi em ướp muối bữa giờ thành con cá mặn rồi anh. Được không? À, nếu mà ăn cơm chiên cháo phải có canh cho anh à. Đúng rồi, bây giờ canh đi. Dạ canh nha anh. Thôi bây giờ vậy đi. Dạ bà má cho con ăn cái gì con ăn cái đó. Dạ canh. Ăn cái gì ăn cái đó. Canh có hai loại, xà lách và xà lách son. Nhưng mà anh thấy dạ. Mày tư vấn cái đồ. Mày tư vấn cái gì? Mày tư vấn mày biết gì vậy? Mày mở ra tao ăn được. Người ta ăn cơm chiên cá mặn là người ta phải ăn xà lách và xà lách son. Xà lách son cái gì chứ nói sai là cái xà lách với xà lách thôi. Không ăn xà lách, xà lách mày ăn. Cái xà lách là nấu. Bây giờ tôi không có ăn. Cái nhà hàng này, cái quán này là quay quần quán hay là quậy quần chúng? Khách vô ăn có dĩa cơm mà nãy giờ không có dĩa cơm. Cái quán này từ đây tới cuối đời mà có một người khách nào vô ăn á, tôi còn mấy người luôn á. Không ăn nghĩ sao biết vấn đề là tại vì không phải. Không phải tại vì nó. Em hỏi anh nè bây giờ. Xà lách là xà lách, còn xà lách son là xà lách son, làm gì có chữ xà lách sợ. Tao không cho mày phát âm đúng không sai mà là ở quán là chỉ hai người cái thôi. Xà lách là sao? Xà lách là sao? Xà lách khác mà xà lách son là khác. Ủa mày nói vậy là sai, tao không đồng ý với mày. Tao là tao đã làm cái chữ xà lách thì cái xà lách là cái chữ xà lách. Ủa khách đâu? Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Đi đâu bộ đâu em? Nguyên khách. Khách ơi! Khách ơi! Anh cho ăn mặc một cái áo nữa anh ơi. Cho mày luôn. Mày đuổi khách đi như vậy. Mày thấy khách đi rồi chưa? Không phải khách đi là tại chị chứ mà là tại mày. Là tại mày không phải cái chữ. Mày làm tại sao chị chữ là mày phải làm đó là cái tao phải sao? Đây làm không? Xà lách con hay xà lách gì đó? Nó là khác. Không có gì khác cho cái này. Xà lách trồng cái cây cải xà lách là trộn dầu giấm.
Trời ơi. Cái gì hả? Trời ơi. Cái chén tôi là cái gì? Ai ăn cái gì? Hủ tiếu mì à, Hoàng Thắng. Ây da, trời đất ơi. Đi còn mơ, tao ngủ rồi, để tao ngủ đi. Cái chén người ta để đây ăn, tao lau sạch sẽ rồi đưa cái giò gác lên đây. Hả? Ở đây cái chỗ khách người ta ra ăn rồi ngủ ở đây. Có gì đâu rồi, sao chùi chút xíu rồi sếp rồi. Trời đất ơi, mấy cái này. Tôi nói cho ông nghe nè. Ông nhớ cái câu tôi rủa nghe, tôi nói trước sau gì ông cũng bị đuổi, ông tin không? Wow. Ông tài lanh tài khôn này, ông cho chén, cho mâm, cho đũa, ta cỡ nào ông cũng bị đuổi, tôi nói thiệt đến đó. Tôi nói nghe là chứ bây giờ lẽ ở trong quán không có bao giờ xài tới á. Không có ai ăn cái chén cái lũa lẽ nó bị móc, nó bị hư. Lâu lâu tôi phải lập bẻ hoài đó. Để cho bà chủ bà mua cái mới về cho thấy cái chén cái lũa ở trong cái quán nó mới hoài. Đúng không? Thà cho làm phước người ta đi. Chứ lẽ này á, tôi lập bà bẻ cũng vậy thôi, tôi mang tội thôi chứ đúng không? Lát tôi kể bà nghe vụ này. Trời ơi, kể đi, có đâu có sợ. Hai đứa mình là cũng làm công như nhau thôi, đâu có gì đâu mà hù nhau đúng không? Ngõ ly à, ly cũng có ngày sẽ ra ly thôi. Ra ly thôi, nói hay lắm. Tôi nói cho ông nghe cái miệng tôi quở chưa ai rớt nghe, tôi nói cho ông nghe hay ha. Trời ơi, phụ nữ nghiêm túc. Sao chị chịu khó thay đồ mà bữa nay chị lịch sự quá vậy? Rút kinh nghiệm cái tát vừa qua. À vậy hả? Hở hang quá chúng nó ghét. Kính đáo lại một chút. Thay đổi cách phục vụ. Bây giờ không tươi mát nữa. Tươi mát quá nó thừa kiện, coi như là đóng cửa tiệm ha. Bây giờ nam hay nữ mày đều tiếp hết. Tao không tiếp nữa nha. Nhưng mà mày nhớ, không cần nhìn ánh mắt nữa. Bởi vì mày phán đoán sai không? Khách vô tận nơi, ngồi tận nơi mày mới tiếp. Khách ở ngoài không kêu vô. Khách lạng qua lạng lại không mời vô. Khách ngồi tận bàn mày mới tiếp. Cô hiểu chưa? Miễn làm sao làm, không cần biết nó đi tới đâu, miễn nó ngồi xuống ai mới tiếp. Nhớ đó. Tao vô nha. Tao đi. Nghiêm túc quá. Rất là nghiêm túc. Nghiêm túc quá. Có nghĩa là phải ngồi xuống mới tiếp phải không? Không làm gì hết, không mắc khách, ngồi xuống rồi mới tiếp. Rồi thì ngồi. Chưa ngồi. Tiếp. Dạ chị. Em chào chị. Dạ chị vô quán ăn hả chị? Hân hạnh xin chào đón chị đến với quán ăn em. Cái này là cái quán hả em? Dạ đây là cái quán chị. Chị nhắn nói vậy em? Dạ. Chị đi đâu vậy? Chị không nghĩ đây là cái quán. Đâu đông mà, không quán đông lắm. Tại vì chưa tới giờ ta ăn thôi, chị đừng đi. Chị nghĩ cái chuồng đông hơn cái quán của em á. Không, đi, đừng có đi. Tại tới giờ cơm trưa ta ra, đông lắm. Thiệt, bình thường đông lắm. Tại vì chưa tới giờ á. Chị thích ngồi quán đông. Dạ. Chứ chị không thích ngồi quán vắng như em thế này. Mà, quán vắng gì? Lát, em hứa chị luôn, em thề. Đông em thề hứa, lát một đông đông nghẹt người chị ơi, đông lắm. Dạ. Quán em bán đồ ăn ngon lắm. Dạ chị ngồi chơi. Dạ. Trời ơi, em nhìn chị là biết là khách sang rồi đó nha. Nói với khen chị, em nhìn chị là biết chị là quý bà nè. Doanh nhân đúng không? Giáo viên đúng không? Em ơi, giáo viên ăn bận như chị vậy hả? Dạ, dạ em xin lỗi chị. Giáo viên phải mặc áo dài. Dạ, dạ em biết rồi. Chị ăn bận vậy thì em biết chị là vũ nữ rồi. Trời ơi, sao quýnh em? Dạ. Nghĩ sao nó chị ăn vũ nữ? Xúc phạm nha, vũ nữ cũng không có ăn mặc vậy. Dạ em xin lỗi chị. Dạ chứ vậy em hỏi chị chứ giờ chị là... em biết chị rồi. Chị là nghệ sĩ phải không? Chị cũng không phải là nghệ sĩ. Dạ. Không chị phải nghệ sĩ. Cũng không phải là giáo viên. Không phải giáo viên. Chị cũng không phải là vũ nữ. Dạ. Chị là một cái loại gì đó nó tầm cỡ lắm. Em không cần biết đâu nha. Vậy thì em hỏi chị là cái loại gì? Chị cũng không biết chị là cái loại gì đó cơ. Đâu sao kỳ vậy ta? Chị không phải là ca sĩ. Dạ. Không phải là kịch sĩ. Dạ dạ. Nhưng những người nghệ sĩ nói chung gặp chị là phải mời chị ngồi để mà được nói chuyện với chị, được mời chị ly nước. Có Đàm Vĩnh Hưng đó nha. Đàm Vĩnh Hưng, em mê Đàm Vĩnh Hưng lắm. Phải đứng lên mà chào chị và mời chị được ngồi nói chuyện. Trời ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng mà còn phải mời chị nói chuyện hả? Còn chị nói nha, cỡ mà gọi là MC á, Lê Hoàng đó nha. Dạ Lê Hoàng. Trấn Thành đó nha. Dạ. Ngồi nghe chị nói không thôi, cả
đêm chị ngồi đến 6-7 giờ sáng để chị biết chị là cái loại gì mà chị không biết được cái. Trời ơi, chị là một cái nhân vật lớn, chỉ là như vậy thôi. Ngày xưa thật sự thì chị có yêu một người, thì từ đó là... Chị yêu nghệ sĩ hả? Yêu ai vậy? À, chị yêu gọi là... Lý Hải đó. Chị yêu Lý Hải hả? Chọn đời bên em rồi đó phải không? Đó. Trời ơi, hay quá. Rồi Minh Nhí nha, nghệ sĩ hài Minh Nhí rồi nha. Là chị không có yêu, mà là tình anh em thôi. Phước Sang rồi nha, Hoàng Sơn là ở chung một nhà thôi. Trời, chị là cái loại gì mà ai chị cũng biết hết trơn vậy trời. Hay quá, chị còn quen ai nữa không chị? Có cái mối tình nào sâu đậm mà ấn tượng không chị? Ấn tượng nhất hả? Dạ, ấn tượng nhất. Mới đây thôi. Đẹp trai không? Nói chung thì cao ráo, mà mái tóc đẹp nhất showbiz. Mái tóc đẹp để em đoán coi. Mái tóc đẹp nhất showbiz hả? Ừ. Đẹp nhất showbiz là chắc có Quyền Linh. No. Chi Bảo. No. Trương Nam Thành. No. Lương Thế Thành. Nhật Cường. Nhật Cường chỉ có mụn thôi. Em xin lỗi chị, nhưng mà em hỏi chị với bây giờ mái tóc đẹp trong showbiz là ai? Phan Đình Tùng. Đối với chị là Phan Đình Tùng có một mái tóc bồng bềnh. Cái mái tóc anh Tùng là cái mái tóc ẩn dụ đó chị. Không tưởng tượng là không có ra nó đâu. Dạ. Bởi vì mà thật ra thì vậy, chỉ có 8 tuần thôi, 8 tuần yêu nhau đó nha. Dạ. Mà đi ra đường ai cũng gọi chị với Phan Đình Tùng là cặp đôi hoàn hảo á kìa. Trời ơi, tôi chết rồi, chị là người yêu của nghệ sĩ. Trời, đã nãy giờ chị không nói. Mà chị nói tôi nghe nha, với Phan Đình Tùng chị khẳng định là chị không có yêu. Sao vậy? Chị ghét quen ai có vợ chị. Trời, đúng rồi, có vợ mà còn quen chị sao kỳ quá. Sau này Lý Hải đó, Lý Hải có vợ rồi chị cho lên đường luôn. Đúng rồi. Nhưng mà người lâu nhất là Ưng Quần Phúc cơ. Trời ơi, Ưng Phúc quen chị luôn hả? Trời ơi, chị quen nhiều người, quen mê chị quá. Chị mai mốt giới thiệu nghệ sĩ tới ăn quán em đi. Em mê chị quá hả? Mà chị nói nè, em mà sống là con người là phải sống thật nha. Đúng rồi, phải sống thật. Cuộc đời bây giờ cần nhất là sự thật đó cưng. Đúng rồi chị. Ví dụ nút ruồi cưng là thật hay giả nè. Dạ không, nói thật chị. Dạ, rất là thật đó. Cái này là nút ruồi là ngày xưa là tự đẻ ra là thâm đen như vậy đó. Tóc em tóc thật hay giả đây? Dạ tóc thật chị. Không có một cái mái tóc giả nào xấu được như tóc của em. Dạ, đó tóc này thật. Là thật đúng rồi. Tóc hoàn toàn thật. Không nói nè. Không nói. Dạ. Em thấy tóc chị đẹp không? Dạ đẹp nè, tóc thật nè. Đúng không? Tóc nói. Nói đó cưng. Sao chị mới nói chị sống thật mà chị thích cái gì cũng thật. Em lại nghĩ sai rồi, mình sống thật. Nhưng mà tóc mình nối thì mình nói là nối thì có nghĩa là mình sống thật. À, có nghĩa là không cần là tóc thật, chỉ cần là tóc nối mà mình nói thật là mình có nối cũng là thật. Dạ. Cho nên sống phải thật chút xíu. Dạ. Ghét sống dại vô lắm. Đây, chị đã từng mặc cái áo 2 tỷ. Dạ. Nhưng chị không bao giờ chị nói chị mặc áo 2 tỷ. Ồ, vậy là cái áo này là 2 tỷ đó hả chị? Nồ, áo này 150 triệu thôi. Ồ, miếng xà lách son gì mà 200 triệu đó hả? Em mà mắc ở chỗ là cái người thiết kế là có tầm cỡ. Quán em rất hân hạnh được phục vụ chị ăn gì? À, quán mình có gì cưng? Dạ có đầy đủ các món ăn, sơn hào hai vị, cái gì cũng có. Thôi bây giờ có cái vú nướng không? Dạ vú dê nướng có, dạ. Em cho chị cái vú thỏ nướng nha. Trời, con thỏ có con nhúm gì mà. Dạ không có, em cũng mới ngon. Em cố gắng em làm cho. Chị thích cái gì nó nhỏ nhỏ cơ. Nhỏ nhỏ chị thích, dạ. Rồi chân. Chân có, chân có, chân gà luộc. No, chị ăn chân cút. Chân cút xào nha, xào muối ớt nha. Chân chim cút quá hả chị? Ý chị nói là chân chim cút quá hả? Ồ, nó có chút xíu. Chị thích nhỏ nhỏ. À, chị thích nhỏ nhỏ. Thì em làm cho chị nhỏ nhỏ. Còn gì nữa cưng? Dạ, còn em quán em còn có cánh gà chiên nước mắm được không chị? Được á cưng. Dạ, dạ. Có nước mắm là chị thêm chị mê đó nha. Dạ, dạ. Em cho chị cánh cào cào nha. Cánh cào cào chiên nước mắm nha. Cánh cào cào chiên nước mắm. Mà chiên ròn ròn nha. Chị thích ăn cái gì nó nhỏ nhỏ thôi chị. Rồi món cuối cùng là món có ốc nữa, ốc hải sản ngon lắm. Ốc ốc hương nè, ốc bu nè, ốc len nè. Có nè, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc bông, ốc gạo. Và ốc gì? Ốc móng tay. Nha, ốc móng dạ, tay bây giờ ốc móng tay nha. Rồi em đi làm gì nha chị đại sứ nha. Ê đầu bếp ơi. Chơi thiệt, chơi thiệt. Nên tiếp tục chia bài đi. Chia bài nó đi hả? Ê, đâu bye bye. Ê, chia bài nó chứ. Chà tới chưa luôn rồi à. Hả? Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi. Bánh dạ. À. Ốc móc tai xào ha. Chân chim cút xào muối ớt. Rồi vú thỏ nướng. Qua cái gì kỳ vậy? Rồi cánh cào cào chiên nước mắm. Qua mấy con bông kho không à? Chị, em mê chị quá. Tới bữa nay em nói em gặp được chị là hả? Em là thấy là rất là hạnh diện. Chị biết không? Em thấy là bản thân là một cái con người mà khi mà gặp được một cái người mà quý như chị là một cái sự hạnh diện cho cuộc đời em. Tại vì cuộc đời em không bao giờ mà quen được những cái người mà tầm cỡ như chị. Quen giữa showbiz bao nhiêu người nghệ sĩ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị, sao chị nhìn em dữ vậy? Ngon không? Ngon chị, em ăn thấy mới ngon.
Em có công nhận là khi mà mình đang nói chuyện rồi mình ăn cái xương gâm vô, mình cảm thấy nó sảng khoái không? Dạ sảng khoái vô cùng. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Lát nữa trả tiền nha. Là sao chị? Thì ăn phải trả tiền chứ. Không thì ủa chị mời em mà không lẽ giờ chị tính tiền em một cái cây xương gâm? Oh no, chị có mời đâu. Khi nào chị mời chị nói là chị mời cưng. Chị để đây và cưng tự động cưng lấy cưng ăn thì phải trả tiền, ok? Ủa không lẽ giờ chị người nổi tiếng mà giờ chị tính tiền em có một cây xương gâm kỳ vậy? Ủa chị bán mà cưng. À. Cái gì ra cái đó. Bán là chị lấy tiền, chị mời là chị không lấy tiền. Mà chị đâu có mời cưng đâu. Ủa vậy chị nói gì chị? Chị bán xương gâm. Cái nghề chính của chị là bán xương gâm. 10 bọc đó, sáng giờ còn nhiêu đây? Em thấy chị. Ủa trời ơi, nãy giờ chị vô chị kể là chị quen hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ kia, cuối cùng là chị bán xương gâm à? Chị nghĩ chị là gì? Ủa chị giống như chị Mẫn Nhi ở trên. No, chị không phải là Mẫn Nhi, chị là mỹ nhân. Chị đẹp. Con điên. Từ hồi sáng tới giờ tao gặp bao nhiêu thứ lạc ba trợn vô, hổ một cái con tự tử. Xong một thằng vô nó bối tiền tao, xong hai vợ chồng vô quýnh tan xuống đó. Bây giờ mày vô mày bán xương gâm hả mày? Mày ốc móng tay, mày vú thỏ nướng hả? Ê, tao quăng chiếc đũa một cái nha, là cái này nó thọt qua tuốt về sau nha. Tao bán xương gâm, nhưng tao kêu những đồ ăn là tao ăn, tao trả tiền đàng hoàng. Xin lỗi chị. Ừ. Đồ ăn cho chị ăn nè. Dạ, mấy cái đó là co lầu Úc Môn Tài hả? Vậy làm Úc Môn Tài trước đi. Có rượu không? Dạ rượu, dạ có whisky, có vodka. Có đế gò đen cưng. Đế gò đen, ok. Dạ. Chị sống thật mà. Dạ. Ông ta đây, đế gò đen luôn đi. Rồi rồi rồi. Ai lại ra lại ra. Ai da. Đó là anh trai. Ấy da, xin mời quý khách ẩm thực đi. Ồ, quán à. Này đầu bếp người Tàu ha. Dạ. Dạ. Món ăn ngon lắm đó nha. Dạ, mời chị ăn nha. Dạ, chị. Dạ. Hay à. Dạ. Ủa, ốc bông tai mà có mấy cái ốc này nữa. Dạ, ốc dừa. Mấy chú chị ta. Ủa, chị kêu ốc bông tai thôi mà. Dạ, ốc bông tai thôi mà. Ừ. Hay à. Gì chị? Sao có cái móng này nữa? Cái gì? Hả? À. Chứ có cái móng là có hột xoàn nữa nè. Hả? Là sao vậy? Trời đất ơi, gì thế móng? Chị đợi xíu. Ai? Ali à? Chị làm gì á? Chụp chứ. Chị chụp làm gì hả chị? Cái chuyện của tôi. Ủa chị chụp làm gì? Ali à? Má ơi má, ốc móng tay sao có hột xoàn? Bà ngoại, bà xào ốc móng tay gì mà có hột xoàn? Cái này à, kêu bà chủ ra đây giờ nói chuyện. Bà chủ ơi. Bán gì vậy? Á Lì nó xào hột xoàn gì cho người ta ăn nè trời ơi. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Tụi bay... Xin chào quý khách, để tôi giải quyết nhân viên của tôi chút xíu. Cái gì? Hả? Ông xào ốc móng tay sao giờ cái móng tay có hột xoàn kìa. Cái gì? Móng tay làm có hột xoàn? Nói trong đây đó. Đâu chị Banh ra tôi coi coi. Trời ơi, tôi kêu gì ốc móng tay mà sao có móng tay trong đây rồi có luôn cái móng có hột xoàn là sao vậy? Ê, mấy móng này đâu thấy quen ta. Trời ơi. Ôi trời đất ơi. Cái này à, bữa thấy ở trên là bàn trang điểm của bà có mấy cái móng tôi lấy tôi bỏ vô luôn à. Trời ơi, của tao. Hèn chi mà tao mất nguyên một bộ móng tay, tao tưởng là con chuột nó gặp. Tao đem lấy mày nghĩ mày xào vậy cho khách ăn á hả? Được rồi, mày biết tao nha, mày hay lắm nha. Dạ thôi xin lỗi quý khách nha. Cái món này thay vì tôi tính quý khách là chỉ là 500 ngàn thì thôi tôi bớt lấy 450 thôi à. Đây. Đây. 5 ngàn tôi cũng không trả tiền ở đó mà. Móng tay mắc mà chị. Mắc cái gì? Để tôi không rồi, thôi người ta không chịu thì thôi. Nó là không được thôi, lấy người ta đi. Một là đưa tôi lại 2 triệu. Gì? Hả? Mua hết đống xương gâm này cho tôi. Hai là tôi đưa hình ảnh này lên Facebook. Ủa này chị nói chị sống thật mà sao có mấy cây mà 2 triệu dữ vậy chị? Ủa? Cái này là bồi thường khách.
Rồi lấy tiền trả người ta đi. Bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Tính luôn cái dĩa là bồi thường người ta là 500 ngàn, là 2,5 triệu trả người ta đi. Tại đâu có bắt bồi thường đâu mà. Không có bắt bồi thường à? Cái quán là mình lịch sự, cái là uy tín mình trả bồi thường cho người ta. Ông ngoại chơi là xong rồi á, lấy tiền ra. Hay rồi, ok. Nói chung lần sau là buôn bán ha, là phải coi lại. Đúng rồi. Chủ quán này hả? Ai da, ăn mặc như vũ nữ vậy. Đúng rồi, bà hồi trước bắt đầu là tài phán á. Quản lý hả? Thôi quản lý nhường điên vậy nè. Thiếu não, gọi là cái gì, điên não não nó không có bình thường. Thấy không, tôi bán xuyên gum đẳng cấp. Bye bye nha. Đúng rồi, cái gì không được lấy người ta đi chứ có cái gì đâu, đúng không? Cái quán là làm ăn thôi, ra cái gì đó. Cái thằng quản lý là bị khùng. Còn cái bà chủ là thay một ngày 80 bộ đồ, ta tưởng bà là tài ban á, bà biết không? Trời đất ơi, bán một cái dĩa là không có đủ đồ ăn. Đồ ăn không có đủ thì tôi phải che biên thôi. Che biên thôi, miễn là được cho người ta ăn thôi. Cái gì không được thì thôi cho nó đi, đúng không? Alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi, để em. Không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ. Anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh Đài, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi, có chuyện chi mà vội vàng quá vậy? Ừ, nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện chứ về đây chi. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, rồi, mừng rồi, mừng rồi, mừng rồi. Mà chắc em chết quá mình ơi. Mình chắc em chết quá. Ngồi xuống chắc đi. Chắc em chết. Thôi, đừng buồn. Hả? Không có chi phải buồn hết. Con người mà, sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi buồn hết. Thôi, đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ lòm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơ ngàn mét đất ở bên quận bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi, anh sẽ mua cho em hơ mét bên quận bả. Mình nói gì vậy? Mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em sắp chết rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nếu không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy? Em đi khám á. Em đi khám à, bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ nói tiền dây, nói tiền dây. Nói từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh dạ. Dạ. Nói đi, nói. Bác sĩ nói em á là chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nha. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ, từ từ để em nói. Rồi, đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Mình? Hả? Nói lại một lần nữa, đừng vội vàng quá vậy. Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi.
Mình mừng quá hả mình? Ôi, anh vội vàng quá phải. Hả? Juliet của lòng anh. Romeo của lòng em. Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta sắp có con rồi. Ôi, cảm ơn. Cảm ơn ông thằng trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Ôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tạ theo. Và cuối cùng, cảm ơn ông thằng đẻ đã cho chúng ta một đứa con. Ôi Juliet. Romeo. Ếch ơi. Hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi. Dạ. Ếch không phải lồn chi cả. Cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà. Rồi anh đói là anh cứ việc ăn thôi. Ôi, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì uống, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không. Từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm chi cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ, nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đẻ. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo. Chỉ cần có Romeo. Không cần cái máy giặt Sam vô. Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ một tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ một tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ một tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ một tháng đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ một tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô. Cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết không? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè. Là tôi bị trễ tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết. Rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả? Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu. Tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để quyết tôi hả? Có công việc làm. Không. Trở lại. Mình ơi mình, mình ơi cứu em mình ơi. Anh đây. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Khủng bố mình ơi. Anh đây có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi, trách nhau bạc tình em? Em không hiểu gì hết. Có chuyện mà... gì? Người ta gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa đây em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó mình ơi. Xin lỗi, ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng
Xin lỗi ông, những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên... À, thì ra là cái trễ một tháng là do ông. Ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Ê. Dạ. Ô. Tà đang anh quá đàng hoàng với em. Anh đấu xử anh quá trung thủy. Tà đang... Em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông em làm cái gì? Không em đánh người đàn ông em làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng vậy, anh biết hết trơn. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Chắc thì ra quá. Là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? À, anh ơi, em không có gì trong nhà này hết, em đi trước nha. Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động, bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có gây thù quán với ai không mà anh sao anh đâu có làm gì đâu, mà chỉ bữa nay mà ăn vô nhà mình, ăn cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo, tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà. Chủ nhà đâu? Bước dạ. Qua đây. Đây, đây, đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sau. Hả? Có luôn hả? Tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, trớt quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh, cái chuyện phải có lý do bình tĩnh, anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê ông đừng có nói bậy nghe cho. Nói bậy cái gì? Nên đi. Im để cho người ta nói. Sao ông chọt chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết, nhưng cách đây một tháng có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm cố và hợp đồng ghi rõ nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng đúng đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Rồi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở Ly Du. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Bà đánh đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy ha. Bà hát mấy tiếng hồ đó, ba bốn tiếng hồ mà không sướng hả? Không. Hát gì mà hát quá hả? Anh hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đớn. Đúng rồi đó. La là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè. Ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện cũng phải có bằng chứng. Cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái chuyện cũng phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng hả? Đây. Tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Em cô đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho. Tôi là người ở giữa tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa tôi đọc đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng cho vợ chồng tôi. Tàng 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 bụng thiên thừa dẫn. Đi ra. Thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà tôi mèo mã ở đồng, tôi cầm căn nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng. Và vợ tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời đúng. Đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Romeo. Romeo cho ai cho? Ở vậy hả?
À, ở ở xã tôi kêu vô mèo không à. Cái tay người ta xoan đạt thành con mèo luôn tồi lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm sổ đỏ của ngôi nhà này. Nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải mà nó bị mờ. Mày bị đọc cái bảng đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hay tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây. Mà địa chỉ để yên người ta đọc đi. Thì đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa gì hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy xong hả? Bà nội cho đi. Đồ cái thằng tào lao. Bà nội cha mày. Gia chủ nhà đó. Không chửi tao cũng chửi. Mà thay ông gia đình nó làm phải lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọ. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây. Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ. Còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mặt nghe. Tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi. Anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa là ông xúc phạm tới cơ thể body của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu. Mát mới tới không? Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mát đồ gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho Ami nè. Bình tĩnh anh ơi. Cho Ami đứng lại. Trời ơi. Sao xui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí à mình. Mẹ bà đang hạnh phúc. Tự nhiên đưa vô đồ két. Két ông nội mới hả? Mình tỉnh đi mình. Đứa két. Đứa tịch tu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi em tin mình. Ba cái nhòa cho mới tịch tu. Mình nhà chi á. Không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính. Anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô mê ô đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện nữa. Bà nội cho đi. Tiền điện cái gì nữa? Tét nhọt đi. Cái tét nhọt đi. Tao mày cho mày cứ quýnh nhật đây miết nữa mày. Juliet Romeo. Tất cả nó bị bao vây. Bố phải bà nội cho mày. Trời ơi tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp tiếp tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo Juliet. Anh sẽ vì em lộn cho thằng bé. Em sẽ thương con đến tận muôn đời. Rồi một nhà con ta sẽ lớn. Rồi một ngày con ta sẽ cưới. Rồi một ngày con ta sẽ đẻ. Đẻ một đốm cháu cho anh với em mộng trời. Anh sẽ vì em lộn thơ tình ơi. Anh sẽ gom mài cái thành lâu đài. Đợi chiều mộ đêm trắng nào tới. Đợi chiều kia